Lieben, ich bin wieder da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video werden wir uns mit dem Imperativ beschäftigen. Was bedeutet Imperativ? Imperativ có nghĩa là mệnh lệnh cách. Nghe đến từ mệnh lệnh thì các bạn có thể hình dung ra được rằng chúng ta sẽ sử dụng Imperativ trong trường hợp nào rồi đúng không? Người ta sử dụng Imperativ khi mà muốn ra lệnh hay là yêu cầu hay là nhờ vả ai đó làm điều gì đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng thể sử dụng imperative để đưa ra một lời khuyên, một lời cảnh báo hay là một lời cấm đoán. Bây giờ thì chúng ta cùng xem một vài những ví dụ về imperative nhé. Machen Sie bitte das Fenster zu. Machen Sie bitte das Fenster zu. Machen Sie bitte das Fenster zu. Sei leise, ich muss jetzt lernen. Sei leise, ich muss jetzt lernen. Sei leise, ich muss jetzt lernen. Rauch nicht so viel. Rauch nicht so viel. Rauch nicht so viel. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Khi nhìn vào những cái câu ví dụ này thì các bạn có thể nhận thấy một trong những đặc điểm của những câu mệnh lệnh, những câu imperative là gì? Đó chính là động từ sẽ đứng ở vị trí đầu tiên của câu. Thay vì như ở câu khẳng định, động từ sẽ đứng ở vị trí thứ hai, thường là sau chủ ngữ, thì ở một câu mệnh lệnh, động từ sẽ đứng đầu câu. Để thể hiện lời yêu cầu một cách lịch sự thì chúng ta có thể thêm vào câu từ bitte. Bitte có nghĩa là làm ơn, kiểu như là please trong tiếng Anh vậy. Và các bạn lưu ý cách phát âm của từ này chúng ta sẽ đọc nguyên âm y ngắn là bitte chứ không phải là bitte. Khi đấy thì chúng ta sẽ có một từ khác với nghĩa khác mất rồi. Ví dụ như mach bitte das Fenster zu. Mach bitte das Fenster zu. Có nghĩa là làm ơn hãy đóng cửa sổ lại. Khi chúng ta ra lệnh cho một ai đó thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải nói chuyện trực tiếp với người đó. Bởi vậy nên chúng ta chỉ có thể sử dụng imperative cho ngôi thứ hai số ít là người đủ, nghĩa là bạn. Ngôi thứ hai số nhiều, người yêu, các bạn. Và ngôi lịch sự, ngôi gì, chữ gì viết hoa. Ở ba ngôi khác nhau thì chúng ta sẽ có một sự biến đổi nhỏ nhỏ ở động từ. Và để có thể hình thành được một cái câu mệnh lệnh thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần nắm vững ba quy tắc sau đây. Trước tiên thì chúng ta hãy xem câu mệnh lệnh với ngôi đủ, ngôi thứ hai số ít. Ở đây các bạn chỉ cần nhớ một quy tắc, đó là động từ sẽ đứng đầu câu, bỏ đuôi st đi và bỏ du đi. Rồi để các bạn thể hiểu rõ hơn thì chúng mình hãy cùng xem một ví dụ nhé. Để thành lập câu mệnh lệnh thì chúng ta sẽ lấy gốc là câu khẳng định. Ví dụ như du gehst in die Schule. Du gehst in die Schule. Theo quy tắc mà mình vừa nói thì chúng ta sẽ thành lập câu mệnh lệnh ở đây bằng cách chúng ta cho động từ lên đầu câu gehst. Tuy nhiên, ta phải bỏ đuôi st đi. Geh. Chúng ta còn lại là geh nữa. Và bỏ du đi. Thì trong câu chúng ta sẽ còn lại là in die Schule. Chúng ta được câu mệnh lệnh là geh in die Schule. Bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái động từ tách được, là những cái động từ bao gồm một tiền tố và một động từ gốc. Ví dụ như chúng ta có động từ zu machen. Các bạn nhớ là động từ tách được thì chúng ta nhấn trọng âm vào tiền tố nhé. Zu machen. Das Fenster zu machen. Đóng cửa sổ lại. Du machst das Fenster zu. Du machst das Fenster zu. Ở đây các bạn có thể thấy là vì zu machen là động từ tách được nhé. Bởi vậy nên trong câu tiền tố và động từ gốc sẽ bị tách ra. Tiền tố sẽ đứng ở cuối câu.
Ở đây chúng ta muốn thành lập một câu mệnh lệnh. Hãy đóng cửa sổ lại. Chúng ta sẽ nói như thế nào? Theo quy tắc, chúng ta cho động từ lên đầu câu machst. Tuy nhiên, đuôi st sẽ phải bỏ đi. Chúng ta còn lại là mach. Du cũng sẽ bỏ đi. Chúng ta sẽ còn lại trong câu das Fenster zu. Mach das Fenster zu. Hãy đóng cửa sổ lại. Quy tắc số 2 đó là câu mệnh lệnh với ngôi ihr, ngôi thứ hai số nhiều các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có một quy tắc đó là vẫn là động từ cho lên đầu câu và bỏ ihr đi. Đó. Ở đây khác với ngôi du đó là chúng ta giữ nguyên đuôi của động từ là đuôi t, chúng ta chỉ bỏ đại từ nhân xưng ihr đi thôi. Ví dụ với câu khẳng định ihr trinkt viel Wasser. Ihr trinkt viel Wasser. Theo quy tắc chúng ta thể áp dụng để được câu mệnh lệnh, động từ cho lên đầu câu trinkt, ihr chúng ta bỏ đi, viel Wasser chúng ta còn lại được một câu đó là trinkt viel Wasser. Trinkt viel Wasser. Và một nguyên tắc thứ ba, câu mệnh lệnh với ngôi gì, ngôi gì, ngôi lịch sự, thì đơn giản hơn nữa, chúng ta chỉ cần cho động từ lên đằng trước gì và phần còn lại câu giữ nguyên. Ví dụ như Sie machen die Tür zu. Sie machen die Tür zu. Động từ ở đây chúng ta có là gì ạ? Zu machen. Zu machen. Tuy nhiên, đó là động từ tách được, thế nên là trong câu tiến tố và động từ gốc sẽ được tách ra, tiến tố đứng ở cuối câu. Rồi, ở đây chúng ta sẽ lấy machen cho lên đằng trước đại từ gì, đúng không? Chúng ta sẽ được machen Sie die Tür zu. Machen Sie die Tür zu. Để cho cái câu này được thân thiện, được lịch sự hơn thì chúng ta thêm từ bitte. Machen Sie bitte die Tür zu. Machen Sie bitte die Tür zu. Machen Sie bitte die Tür zu. Das war's. Đó là tất cả những cái quy tắc để hình thành một câu mệnh lệnh. Không hề khó một chút nào đúng không các bạn? Ở cuối video lần này thì mình sẽ có một cái bài luyện tập cho các bạn để các bạn có thể áp dụng được những cái lý thuyết mình vừa học và qua đó có thể hiểu sâu hơn cái vấn đề ngày hôm nay nhé. Có lẽ là các bạn cũng đã quá quen thuộc với việc là mặc dù tiếng Đức, ngoại ngữ Pháp có rất là nhiều những cái quy tắc, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có một vài những cái trường hợp người ta gọi là bất quy tắc. Mà đã là bất quy tắc thì chúng ta sẽ phải học thuộc. Và ở phần tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài những cái trường hợp đặc biệt khi chúng ta thành lập câu mệnh lệnh. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Có 3 động từ mà chúng ta sẽ phải lưu ý khi thành lập một câu mệnh lệnh, bởi vì chúng là những động từ bất quy tắc. Đó là động từ sein. Sein có nghĩa là thì là ở. Haben. Haben có và werden. Werden trở thành. Với động từ sein. Sei leise. Sei leise. Thông thường các bạn thấy là du bist, no? Tuy nhiên ở câu mệnh lệnh thì chúng ta không sử dụng bist, mà chúng ta sử dụng hình thức sei. Sei leise. Ngồi yên. Seid leise. Seid leise. Ở đây thì cái hình thức này có thể nói là nó không có sự thay đổi so với một câu thông thường, câu khẳng định.
ihr seid, thì có mệnh lệnh là seid, leise. Với ngôi gì, ngôi lịch sử, chúng ta có seien, seien, seien Sie leise, seien Sie leise. Chúng ta không sử dụng là sind, nhá. Thông thường chúng ta có là Sie sind, aber imperativ sein, seien Sie leise. Với động từ haben, haben, ở trường hợp này chúng ta chỉ cần quan tâm tới ngôi du thôi, bởi vì thay vì chúng ta có bình thường chúng ta có là du hast, no? Du hast, thì câu mệnh lệnh chúng ta được là hab, hab, hab keine Angst, hab keine Angst. Nur ihr habt, habt keine Angst, habt keine Angst. Nur sie haben sie keine Angst, haben sie keine Angst. Còn động từ werden, werden, ở đây thì cũng chỉ có ở ngôi du có một cái sự khác biệt. Thay vì là du wirst, chúng ta sẽ có là werde, werde Mitglied, werde Mitglied. Nur ihr, werdet Mitglied, werdet Mitglied. Nur sie, werden Sie Mitglied, werden Sie Mitglied. Một cái trường hợp đặc biệt nữa đó là có một số những cái động từ có một âm tiết nữa, và chúng ta gọi là những cái động từ biến đổi nguyên âm. Thông thường là nó sẽ biến đổi từ A thành E, tức là A umlaut ở ngôi thứ hai số ít, ngôi du. Tuy nhiên thì ở trong câu mệnh lệnh chúng ta sẽ bỏ cái umlaut này đi. Khi thành lập câu mệnh lệnh các bạn hãy chú ý famit, famit. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta bỏ đuôi st đi, và đồng thời chúng ta cũng sẽ phải bỏ cái umlaut ở minima đi. Schlafen, schlafen. Du schläfst gut, du schläfst gut. Schlaf gut, schlaf gut. Bỏ st, bỏ du và đồng thời bỏ umlaut. Laufen, laufen. Du läufst schneller, du läufst schneller. Imperativ, lauf schneller, lauf schneller. Và có một cái lưu ý nhỏ nữa của mình cho các bạn, đó là ngoài những cái câu mệnh lệnh mà chúng ta vừa mới học thì chúng ta cũng có những cái câu mệnh lệnh với ngôi ngôi wir, chúng ta nữa. Và nó có nghĩa là hãy cùng làm cái gì đó. Ví dụ như gehen wir, gehen wir, gehen wir, es ist schon spät, gehen wir, es ist schon spät. Laufen wir schnell, laufen wir schnell, laufen wir schnell, sonst verpassen wir den Bus, laufen wir schnell, sonst verpassen wir den Bus. Đó là tất cả những cái gì mà các bạn cần biết về imperative, mệnh lệnh cách. Bây giờ thì các bạn hãy dành một chút thời gian để làm cái bài tập nhỏ nhỏ sau đây nhé. Để các bạn hãy kiểm tra xem là mình đã hiểu kiến thức đến đâu. Và sau khi làm xong thì các bạn có thể check cái đáp án ở dưới phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video.
Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Nếu như có bất kỳ một thắc mắc hay là một cái yêu cầu, một cái sự mong muốn về một cái chủ đề nào đó thì các bạn hãy cho mình biết ở dưới phần comment, cái phần bình luận. Và cũng như là đừng quên ghé qua trang Facebook của mình để có thể kết nối nhiều hơn nữa. Ở đó mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn những cái kinh nghiệm của mình về việc học tiếng Đức cũng như là việc sinh sống ở Đức, cũng như là các tài liệu học tiếng Đức khác. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!